Một người chưa hiểu gì chưa học gì nhiều, thậm chí có người không biết chữ. Pháp sư Đàm Hư trong Ánh Trần Hồi Ức Lục nói rằng, một pháp sư phơi đèn cầy, pháp sư này tên gì tôi quên mất rồi. 30 năm trước tôi giảng kinh ở Hồng Kông có nghe nói, pháp sư này là thầy Hương Đăng. Thầy Hương Đăng tức là người phụ trách hương đèn và thắp hương trên chánh điện. Pháp sư quản lý những việc này. Vào tháng 6, mọi người phơi áo quần, kinh sách trong chùa đều đem ra phơi. Hồi trước là dùng dây đóng sách, những kinh sách này phải phơi, mỗi năm phải phơi một lần. Có người nói đùa với pháp sư rằng, thầy Hương Đăng à, những cây đèn cầy đó thầy cũng đem ra phơi đi. Quý vị xem, thật rất thật thà, thầy liền mang đèn cầy ra phơi. Thầy phơi đến chiều thì đèn cầy đó chảy tàn hết. Hết cách rồi, buổi tối khi đại chúng tụng kinh thì thầy đem cái tim đèn cầy đã chảy tàn đó đốt lên. Chẳng người nào nhịn cười được. Thầy Duy Na tìm đến vị trụ trì, làm sao bây giờ? Ông ta khờ đến như vậy. Vị trụ trì này rất giỏi. Ngài trụ trì biết nhìn người, người này sau này có thể thành tựu. Đây là một nhân tài. Vị trụ trì nói, được rồi, đổi người khác, bảo ông ta đừng làm Hương Đăng nữa, bảo ông ta đến chùa A Dục Dương lạy Xá Lợi Phật Thích Ca Mâu Ni. Quy định ông ta một ngày 3.000 lạy. Lạy Xá Lợi Phật Thích Ca Mâu Ni, thầy lạy như vậy 3 năm thì liền khai ngộ. Thầy có thể làm thơ, có thể sáng tác kệ, có thể giảng kinh. Từ chỗ không biết gì cả biến thành thông tất cả. Đó là gì? Cổ kim trong ngoài, bí quyết của người thành công, thầy có đủ. Bí quyết này là mấy chữ? Thật thà dân lời. Quý vị thấy thầy thật thà dân lời, bảo thầy phơi đèn cầy, thầy liền mang đèn ra phơi. Thầy đúng là biết dân lời và thực hành điều đó. Chỉ cần có đủ 6 chữ này, chắc chắn con người sẽ thành tựu. Chúng ta quan sát thật kỹ, cổ kim trong ngoài, phàm là người thành tựu, chắc chắn phải có đủ 6 chữ này. Cho nên nói mấy vị thầy giáo của chúng tôi chỉ cần có đủ điều kiện 6 chữ này là tốt rồi. Tôi tin rằng sau 10 năm quý vị sẽ có sự thành tựu lớn. 3 năm trì giới, nỗ lực làm, phải thực hành được đệ tử quy, cảm ứng thiền, thập thiện nghiệp. Đào thải hết tập khí tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, khởi tâm đồng niệm là chỉ nghĩ đến Phật A-di-đà, chỉ nghĩ đến chúng sanh khổ nạn. Ngoài điều này ra không còn gì nữa. Hà lao thuyết diệu thuyết quyền. Câu thuyết diệu thuyết quyền này nghĩa là gì? Nghiên cứu kinh điển. Nghiên cứu kinh điển tức là thuyết diệu thuyết quyền.
Đại sư Ngẫu Ích nói câu này là chúng ta hiểu rõ rồi. Người chân chánh niệm Phật, một lòng quy y Phật A-di-đà, một phương hướng là cầu sanh tịnh độ, một mục tiêu là thân cận Phật A-di-đà. Thì không cần kinh điển nữa. Vì sao vậy? Vì kinh giáo không còn kịp nữa. Nghiên cứu kinh điển là hiểu được một chút đạo lý, nhưng không thể giảng sanh. Không nghiên cứu kinh điển thì chẳng hiểu gì cả, nhưng họ có thể đến thế giới cực lạc. Đến thế giới cực lạc rồi thì điều gì họ cũng biết. Chưa đến thế giới cực lạc thì họ không biết gì cả. Không biết gì cả là sao? Là căn bản trí, bát nhã vô trì. Người nhất tâm niệm Phật đó là bát nhã vô trì, là căn bản trí. Người đó đến thế giới cực lạc thì chẳng có gì họ không biết. Họ thật sự đang cầu trí huệ, trí huệ chân thật. Nhược sơ tâm tiện yếu, thuyết hảo kháng thoại, yếu bất trước tướng, yếu học viên dung tự tại, tổng thị tính bất thâm, hành bất lực. Sơ tâm là khi mới phát tâm, phải học không chấp tướng. Học tông môn, học giáo môn, học đàm quyền thuyết diệu, tự tại viên dung, tức là đàm quyền thuyết diệu, đều là lòng tin không sâu. Đây là sự thật. Điều đầu tiên của lòng tin không sâu là nói đến chính mình. Chính mình không có lòng tự tin, nên sự tu hành của quý vị không có hiệu quả. Chúng tôi thường nói là công phu không đắc lực. Chúng ta thấy rất nhiều người mắc phải căn bệnh này. Do thượng khả kiến, nhất tâm chi cảnh, thậm di u thân, thị cố bổn kinh, tôn ư chuyên niệm. Bổn kinh này dạy phương pháp tu hành cho chúng ta, chính là nhất tâm chuyên niệm Phật A-di-đà. Nếu chúng ta thật sự nghe hiểu là đã giác ngộ rồi đó. Hết thảy nhân sự vật trong thế gian này càng đạm bạc càng tốt. Thật sự phát lòng từ bi, muốn độ những chúng sanh khổ nạn này, chúng ta có duyên thì nên làm, không phải bảo quý vị đừng làm. Nếu không có duyên thì đừng nên phan duyên. Việc độ chúng sanh, đợi sau khi đến thế giới cực lạc thành tựu viên mãn rồi hãy làm. Nghĩ như vậy là đúng. Trong cuộc đời được thành tựu viên mãn là việc lớn, không gì lớn hơn. Nói cách khác, người chưa thành Phật thì thành Phật là việc cần thiết, còn độ chúng sanh chưa gấp gáp. Vì sao vậy? Vì người chưa thành Phật, thật sự mà nói họ cũng không độ được chúng sanh. Chỉ sau khi quý vị thành Phật rồi, quý vị mới độ được chúng sanh. Quan niệm này vô cùng quan trọng.
Phật, Bồ Tát và chư vị tổ sư dạy chúng ta, mỗi lời của họ đều là lời chân thật. Ngẫu Ích Đại Sư viết: hiện tiền nhất câu sở niệm chi Phật, diệt bổn siêu tình ly kiến, hà lao thuyết diệu thuyết quyền. Đại sư Ngẫu Ích từ bi, Ngài hy vọng mỗi người chúng ta được thành tựu trong đời này. Hiện tiền một câu A-di-đà Phật của chúng ta, hoặc là Nam-mô A-di-đà Phật cũng được. Sáu chữ hay bốn chữ đều giống nhau. Một câu danh hiệu Phật này vốn là siêu tình ly kiến. Tình là gì? Là luân hồi lục đạo. Nhân của luân hồi lục đạo chính là chưởng tình. Không đoạn tình chấp thì không thể thoát khỏi lục đạo. Kiến là gì? Là pháp giới tự thành. Họ cao hơn chúng ta. Họ không có tình cũng không có kiến. Kiến là phân biệt, tình là chấp trước. Kiến giải này mọi người rất dễ hiểu. Câu danh hiệu Phật này trong lục đạo không có, trong mười pháp giới cũng không có, nên gọi là siêu tình ly kiến. Sự cảm ứng của câu danh hiệu Phật này là ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Người niệm Phật đều giảng sanh về thế giới Cực Lạc, không tương ưng với những thị giới khác. Hà lao thuyết diệu thuyết quyền. Câu thuyết diệu thuyết quyền này nghĩa là gì? Nghiên cứu kinh điển. Nghiên cứu kinh điển tức là thuyết diệu thuyết quyền. Đại sư Ngẫu Ích nói câu này là chúng ta hiểu rõ rồi. Người chân chánh niệm Phật, một lòng quy y Phật A-di-đà, một phương hướng là cầu sanh tịnh độ, một mục tiêu là thân cận Phật A-di-đà. Thì không cần kinh điển nữa. Vì sao vậy? Vì kinh giáo không còn kịp nữa. Nghiên cứu kinh điển là hiểu được một chút đạo lý, nhưng không thể giảng sanh. Không nghiên cứu kinh điển thì chẳng hiểu gì cả, nhưng họ có thể đến thế giới Cực Lạc. Đến thế giới Cực Lạc rồi thì điều gì họ cũng biết. Chưa đến thế giới Cực Lạc thì họ không biết gì cả. Không biết gì cả là sao? Là căn bản trí, bát nhã vô tri. Người nhất tâm niệm Phật đó là bát nhã vô tri, là căn bản trí. Người đó đến thế giới Cực Lạc thì chẳng có gì họ không biết. Họ thật sự đang cầu trí huệ, trí huệ chân thật. Kinh này chư vị cổ đức nói cho chúng ta về ba điều chân thật. Tế chân thật là tự tánh. Kinh này là từ trong tự tánh chân như hiển lộ ra. Thứ hai là trí huệ chân thật. Ba là lợi ích chân thật. Cho nên cần nắm vững câu niệm Phật này để cầu sanh tịnh độ, buông bỏ hết pháp thế gian và xuất thế gian, thì trí huệ của người này là trí huệ chân thật. Người này là lợi ích chân thật. Ba điều chân thật này họ đều đạt được. Đến thế giới Cực Lạc nhất định họ chứng được tự tánh chân thật.